Cảnh báo người đến 50 tuổi, cứ uống lá vối nấu cùng thứ này, chữa cả tỷ bệnh, thần dược đáng giá cả 100 triệu đồng. Rất vui khi được gặp lại bà con cô bác trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Bà con cô bác thân mến, bên cạnh nước chè tươi, nước nhân trần thì nước lá vối cũng là thức uống giải khát rất được yêu thích vào những ngày hè. Nước vối là một loại nước quen thuộc có lợi cho sức khỏe. Uống nước lá vối đúng cách sẽ phát huy tốt những công dụng mà lá vối đem lại. Vậy phải uống nước lá vối như thế nào mới gọi là đúng cách và tác dụng của chúng với sức khỏe ra sao? Hãy cùng tìm hiểu với An Tâm Sống Khỏe trong nội dung chương trình hôm nay nhé! Không biết là nhà cô bác thì thế nào, chứ mà ở nhà tôi thì kể cả là ngày hè hay là ngày đông thì bà nội tôi đều pha một ấm trà xanh tươi để uống. Mùa hè thì cũng hay uống nước vối nữa. Cứ tưởng tượng khi vừa đi nắng về mà có một cốc trà vối thêm vài viên đá mát lạnh thì có mặt tỉnh cả người của bác ạ. Nước lá vối là nước được nấu từ lá của cây vối hoặc là nước lá kết hợp nấu từ lá cây và rễ cây, vỏ và thân cây hay là từ hoa của loại cây này. Lá, cành non và nụ vối thường có mùi thơm dễ chịu rất đặc trưng. Do vậy mà người dân ta thường đun nước lá vối hay là trà vối để uống giải khát ngày hè, tương tự như nước chè xanh. Trong lá vối có chứa tannin, khoáng chất, vitamin và có một số chất kháng sinh có khả năng tiêu diệt được nhiều loại vi khuẩn có hại cho sức khỏe con người. Ngoài ra, sterol và chất béo cũng được tìm thấy trong các bộ phận khác của loại cây này. Nước lá vối thường được nấu bằng lá vối tươi hoặc là lá vối khô, tùy theo nhu cầu của mỗi người. Với nước lá vối tươi, cô bác chỉ cần đem lá vối đã rửa sạch đi nấu là đã có thể sử dụng được. Còn với nước lá vối khô thì phải trải qua thêm một công đoạn khác, đó là phơi khô lá vối. Tuy nhiên, trong lá vối có chất kháng khuẩn nên nước lá vối khô là một cách sử dụng an toàn hơn đối với lá vối tươi, hạn chế được việc tiêu diệt hết các lợi khuẩn có trong loại cây này. Ngoài việc làm nước giải khát sử dụng phổ biến ở những vùng thôn quê thì nước lá vối còn có những công dụng tốt cho sức khỏe khác nữa, được sử dụng cả trong đông y lẫn tây y, bao gồm các tác dụng như sau. Lá vối làm nước giải khát. Nước lá vối rất thơm và dễ uống, không những để giải khát mà nó còn giúp chúng ta giảm thiểu được những căng thẳng, mệt mỏi. Không những vậy, uống nước lá vối còn cung cấp cho cơ thể một số loại muối khoáng và vitamin cần thiết, giúp cơ thể của chúng ta duy trì được lượng nước nhiều hơn và lâu hơn, vì khi uống nước lá vối thì chỉ có khoảng 1/5 lượng nước của chúng ta bị đào thải mà thôi, ít hơn rất nhiều so với khi chúng ta uống nước lọc. Thứ hai, cải thiện hệ tiêu hóa và bảo vệ niêm mạc đại tràng. Trong lá vối có một chất gọi là chất đắng giúp kích thích dịch tiêu hóa tiết ra nhiều. Trong khi đó thì tannin giúp bảo vệ niêm mạc của ruột và tuy có tính dầu, có tính kháng khuẩn nhưng chúng cũng không gây hại gì đến các vi khuẩn có lợi mà giúp bảo vệ niêm mạc đại tràng được khỏe mạnh hơn mà thôi. Vì vậy uống nước lá vối hỗ trợ tiêu hóa rất tốt, giúp bà con cô bác sẽ ăn ngon hơn, cải thiện được tình trạng sức khỏe của người bị bệnh đại tràng. Thứ ba, phòng ngừa bệnh tiểu đường. Trong chè nụ của vối thì có các hợp chất được gọi là flavonoid, rất hiệu quả trong việc phòng cũng như điều trị cho các bệnh nhân bệnh tiểu đường. Người bệnh đái tháo đường thì chúng ta nên uống chè nụ vối một cách thường xuyên vì chúng sẽ giúp chúng ta ổn định đường huyết, giảm tình trạng mỡ máu, chống oxy hóa các tế bào, bảo vệ tổn thương tế bào beta tuyến tụy và phòng ngừa đục thủy tinh thể ở nhiều bệnh nhân tiểu đường, giúp tăng cường chuyển hóa cơ bản. Chống oxy hóa, phòng ngừa bệnh ung thư. Uống nước được nấu từ lá và nụ của vối thì có khả năng chống oxy hóa rất mạnh mẽ, giúp loại bỏ các tế bào của gốc tự do, làm giảm sự hình thành đục thủy tinh thể, bảo vệ tế bào beta, tuyến tụy khỏi những tổn thương, phục hồi men chống oxy hóa của cơ thể, giúp bà con phòng ngừa rất nhiều bệnh tật, trong đó có bệnh ung thư. Thứ năm, hỗ trợ điều trị bệnh gút. Nhờ vào công dụng tiêu hóa thức ăn, đặc biệt là thức ăn có chứa nhiều dầu mỡ, sẽ giúp bà con giảm béo, lợi tiểu, tiêu độc, nên lá vối được coi là một vị cứu tinh của những bệnh nhân mắc bệnh gút. Nguyên nhân dẫn đến bệnh gút là do một chế độ ăn uống có quá nhiều chất béo, chất ngọt gây ứ đọng axit uric. Mặt khác thì hệ thống tiêu hóa và thận sẽ phải bài tiết liên tục, đào thải không tốt. Đào thải không tốt sẽ khiến cho axit uric bị ứ đọng ở các khớp, gây ra tình trạng sưng nóng, đỏ và đau khớp, viêm khớp. Thứ 6, giảm mỡ máu. Trong nước lá vối có một số loại muối khoáng và vitamin cần thiết cho cơ thể con người, đồng thời còn giúp giảm mỡ máu nữa. Công thức đun nước lá vối để giảm mỡ máu như sau. Chuẩn bị 15-20g nụ vối, hãm lấy nước uống thay trà trong ngày, hoặc bà con có thể nấu thành nước thật đặc và chia làm 3 lần để chúng ta sử dụng. Để hiệu nghiệm hơn thì người bệnh cần phải duy trì việc uống một cách thường xuyên và đều đặn. Hỗ trợ chữa lở ngứa và chốc đầu. Chất kháng viêm và chất kháng khuẩn có trong lá vối sẽ có tác dụng rất tốt trong việc điều trị các bệnh ngoài da như chốc lở, mụn nhọt rất hiệu quả. Bà con giã nát lá vối tươi đắp lên các vết thương sẽ thấy là tình trạng bệnh của bà con được thuyên giảm nhanh chóng.
Nấu nước lá vối tươi gội đầu còn giúp bà con chữa bệnh chốc lở, ngứa da đầu một cách hiệu quả. Lá vối dù dùng tươi hay là khô, khi sắc đặc đều có thể sử dụng như một loại thuốc sát khuẩn, chữa rất nhiều bệnh ngoài da như kẻ lở, mụn nhọt. Dân gian của chúng ta cũng truyền tay nhau cách chữa chốc lở rất hiệu quả. Đó là bà con cô bác chúng ta vò nát lá vối tươi rồi nấu thành nước sôi và chúng ta lấy cái phần nước thật đặc đó để gội đầu hoặc là để tắm rửa. Chữa đau bụng, viêm đại tràng mãn tính. Lá vối còn có một công dụng khác nữa, đó là hỗ trợ tiêu hóa, giúp ăn uống ngon miệng hơn. Mỗi khi ăn quá nhiều chất đạm hoặc là đồ dầu mỡ thì người ta sẽ sử dụng nước lá vối để kích thích dạ dày tiết nhiều dịch vị tiêu hóa hơn, giúp tiêu hóa thức ăn được tốt hơn, ngăn ngừa chứng đầy bụng khó tiêu. Ngoài ra trong lá vối cũng chứa tannin giúp chúng ta bảo vệ niêm mạc ruột và tinh dầu có tính kháng khuẩn, giúp chữa phòng ngừa tình trạng đau bụng đi ngoài phân sống. Ngoài ra thì nước lá vối còn rất lợi sữa nên các mẹ chúng ta có thể yên tâm sử dụng để tăng cường sữa cho các bé bú nhé. Tính thanh lọc và giải nhiệt của cơ thể của lá vối cũng giúp bà con cô bác chúng ta cải thiện tình trạng về gan, có tác dụng ngăn ngừa các bệnh lý về gan, hỗ trợ điều trị những ai đang mắc bệnh viêm gan nữa. Giống như nước trà xanh, cách pha nước lá vối cực kỳ đơn giản. Lá vối cũng có hai cách pha là trà vối tươi và trà vối khô. Và theo kinh nghiệm dân gian, trước khi pha nước lá vối, người ta thực hiện qua giai đoạn ủ lá. Sau quá trình ủ thì chất ngái, rau nhựa và chất diệp lục của lá sẽ bị phá hủy và nước vối của chúng ta sẽ trở nên ngon hơn, thơm hơn. Đầu tiên là cách nấu lá vối khô. Nấu nước lá vối khô là một cách phổ biến nhất. Nhiều người thích nó bởi nó ngon, ngọt và tốt hơn so với việc chúng ta sử dụng nước lá vối tươi. Nói một cách không ngoa thì đa phần mọi người chúng ta đều yêu thích uống nước vối tươi hơn là nước lọc. Ban đầu thì có thể là nước vối thấy hơi khó uống một chút, có vị hơi lạ và hơi chát. Thế nhưng mà khi chúng ta đã uống quen thì cô bác chắc chắn là sẽ rất nghiện thức uống này. Một loại nước thần kỳ vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe thì không ai lại không thích phải không ạ? Hơn nữa thì một cốc nước vối thơm ngon chắc chắn sẽ khiến bà con cô bác và những người thân thêm sức khỏe dồi dào và cũng gần gũi nhau hơn rất nhiều. Với cách hãm lá vối khô đơn giản, chúng ta chỉ cần khoảng 200g lá vối khô, 2 lít nước đun sôi. Đầu tiên thì bà con cô bác chúng ta mua lá vối về, rửa sạch qua một lần nước để ráo. Bước 2 là bắc nồi lên bếp đun cho thật sôi nước. Sau đó cho lá vối khô vào, đun khoảng 1 phút thì chúng ta tắt bếp, hãm trong khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ là có thể sử dụng được. Bà con cô bác có thể dùng nóng hay là lạnh, tùy vào sở thích của chúng ta. Thứ hai, cách nấu lá vối tươi. Ngày nay thì lá vối tươi được bày bán rất là phổ biến. Ở mỗi khu chợ thì cô bác đều có thể dễ dàng mua được nắm lá vối sẵn. Nhiều người chọn cách nấu lá vối tươi vì mùi thơm mát hơn rất nhiều so với lá vối khô và khi mà chúng ta uống thì có cảm giác là tươi mát. Vì vậy khi nấu nước lá vối tươi, cô bác chỉ cần có 500g lá vối tươi và 2 lít nước. Bước 1, lá vối mua về cô bác rửa sạch dưới nước, vừa rửa vừa bỏ bớt các lá vối già hoặc là bị sâu đi. Sau khi rửa thật kỹ thì cô bác vớt ra để thật ráo nước. Bước 2, bắc bếp lên đun một nồi nước thật sôi. Sau đó cho lá vối tươi vào đun đến khi nước lá vối sôi thì cô bác tắt bếp. Cô bác chuẩn bị mấy cục đá. Ngay sau khi nước lá vối sôi, cô bác thả đá ngay vào. Điều này sẽ giúp cho nước lá vối của cô bác được xanh hơn, ngon hơn, lúc uống sẽ ngon hơn rất nhiều. Đây cũng là bí quyết mà các hàng nước hay sử dụng để có một ấm nước vối ngon miệng mà vẫn tốt cho sức khỏe đấy ạ. Ngoài hai cách pha trà thông thường như ở trên, cô bác có thể kết hợp nấu thêm cùng các nguyên liệu khác nữa. Nó vừa giúp tăng cường hương vị của thức uống, vừa hỗ trợ thanh nhiệt và giảm cân tốt hơn. Đầu tiên là nấu lá vối với hoa hòe. Hoa hòe là một trong những dược liệu có mùi thơm đặc trưng với vị hơi đắng nhẹ một chút. Trong hoa hòe thì có chứa một hoạt chất, đó được gọi là phytonutrient, có hoạt tính rất cao và cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Nó góp phần làm giảm lượng mỡ trong máu, kiểm soát sự trao đổi chất, loại bỏ các độc tố. Đồng thời thì hoa hòe cũng giúp làm giảm hiện tượng bám dính của các chất béo trong mô gan. Chính vì vậy, sự kết hợp hoa hòe và lá vối sẽ giúp cho bà con cô bác chúng ta giảm cân an toàn cũng như hiệu quả hơn. Cách nấu nước lá vối hoa hòe thì cực kỳ đơn giản. Cô bác chỉ cần cho lá vối hoặc là nụ vối vào nước sôi rồi đun lên. Sau đó tiếp tục cho hoa hòe vào, đun thêm khoảng 2 phút nữa là được. Nước càng đặc thì vị nó sẽ hơi đắng, khó uống. Vì vậy cô bác nên điều chỉnh với một lượng rất vừa đủ thôi cô bác nhé. Thứ hai, nấu lá vối với gừng. Theo nhiều nghiên cứu thì các hợp chất như là gingerol và sugarol trong gừng thì có thể giúp bà con cô bác chúng ta giảm cân hiệu quả. Những hợp chất này có lợi trong quá trình đốt cháy chất béo phức hợp của cơ thể. Hơn nữa thì gừng có tính nhiệt giúp làm ấm cơ thể. Chính vì vậy nó sẽ trung hòa với lá vối, giúp phòng và hỗ trợ cải thiện nhiều bệnh như cảm lạnh, cảm cúm và còn giúp tiêu hóa được tốt hơn nữa.
Để nấu nước lá vối với gừng thì rất đơn giản. Cô bác chỉ cần cho lá vối và gừng tươi thái lát vào nước sôi, đun khoảng vài phút là được. Lưu ý là cô bác chúng ta không nên cho quá nhiều gừng vì nước gừng cay nồng sẽ rất khó uống và cũng gây nóng cho cơ thể đấy nhé. Thứ ba, nấu nước lá vối với cam thảo. Cam thảo có vị ngọt sẽ làm giảm đi vị đắng và chát của lá vối, giúp thức uống của cô bác trở nên thơm ngon và dễ uống hơn. Hơn nữa thì cam thảo cũng chứa tinh chất flavonoid, giúp giảm cân bằng cách tăng cường quá trình oxy hóa các chất béo trong khi chúng ta tập luyện thể dục thể thao. Chất glycerrhizinic acid có trong cây cam thảo cũng sẽ có khả năng làm giảm lượng mỡ thừa của cơ thể cô bác. Chính vì thế mà việc chúng ta uống trà lá vối kết hợp cùng cam thảo sẽ có tác dụng thanh nhiệt giải độc và giảm cân. Cũng tương tự như nấu lá vối với gừng, thì thay vì gừng, cô bác cho cam thảo vào trong nước lá vối rồi hãm khoảng vài phút là có thể sử dụng được cô bác nhé. Cô bác thân mến, nước lá vối tuy có nhiều công dụng nhưng không phải ai cũng biết cách uống sao cho đúng. Do đó, để tránh những ảnh hưởng xấu đối với cơ thể, cần đảm bảo uống đúng cách để tăng hiệu quả của việc sử dụng nhé. Không uống nước lá vối khi cô bác đang bị đói bụng. Uống nước lá vối khi cô bác bị đói bụng sẽ làm nhu động ruột hoạt động nhiều lên, gây cảm giác thèm ăn, mệt mỏi và mất năng lượng. Không uống nước lá vối ngay sau khi chúng ta ăn. Việc bà con cô bác sử dụng nước lá vối sau khi ăn sẽ làm giảm đi việc hấp thụ các chất dinh dưỡng từ lượng thức ăn cũng như từ lá vối cô bác nhé. Và tiếp theo là cô bác không sử dụng nước lá vối thay thế cho nước uống hàng ngày. Mặc dù lá vối tốt là vậy, nhưng trong lá vối có một chất kháng viêm và kháng khuẩn, nên nếu bà con cô bác mà uống nước lá vối không có liều lượng hợp lý, sẽ làm tiêu diệt hết các vi khuẩn có lợi, dẫn đến tình trạng hao huyết và cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe. Cô bác cũng nên điều chỉnh lượng uống nước lá vối của mình, trung bình khoảng 1 đến 2 ly nước lá vối mỗi ngày là đủ. Nếu cô bác uống quá nhiều sẽ gây rối loạn tiêu hóa cho người uống. Vì vậy chúng ta chỉ nên uống nước lá vối với một lượng rất vừa đủ thôi. Ngoài việc uống nước lá vối thì cô bác nên kết hợp với một chế độ ăn uống sinh hoạt một cách khoa học. Điều này cũng giúp cô bác làm tăng hiệu quả của lá vối và cải thiện được tình trạng sức khỏe của mình tốt hơn. Bên cạnh đó thì nước lá vối cũng chỉ có tác dụng hỗ trợ, bổ trợ, chứ nó không thể thay thế được các loại thuốc điều trị để giúp cô bác khỏi bệnh đâu. Vì vậy cô bác cần phải theo dõi bệnh dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ. Đặc biệt là những người đã bị bệnh, người ốm hoặc là thể trạng yếu, chúng ta không sử dụng nước lá vối. Nước lá vối sẽ giúp kiểm soát lượng đường trong máu nên sẽ có tác dụng giảm cân. Vì vậy những người quá gầy, người có sức khỏe yếu, đề kháng yếu, chúng ta không nên hoặc là hạn chế uống nước lá vối cô bác nhé. Phụ nữ mang thai và trẻ em cũng vậy, chúng ta không nên uống quá nhiều nước lá vối, có thể sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa. Và nếu người bệnh đang điều trị bệnh bằng các loại thuốc Tây y, chúng ta cũng hạn chế sử dụng nước lá vối. Và nếu bà con cô bác chúng ta vẫn muốn uống thì chúng ta hãy nhờ đến sự tư vấn của các bác sĩ điều trị cho mình để đem lại hiệu quả cao mà không gây ảnh hưởng cho sức khỏe của bác nhé. Như vậy, qua nội dung chương trình hôm nay, hẳn là cô bác cũng hiểu rõ hơn về công dụng cũng như cách sử dụng kết hợp lá vối giúp thanh lọc, giải nhiệt, giảm cân hiệu quả rồi, phải không nào? Hãy chia sẻ thông tin hữu ích này đến những người thân yêu của mình nữa nhé! Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Thay mặt những người làm chương trình, xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con cô bác trong suốt thời gian vừa qua. Và nếu cô bác cũng muốn biết thêm những thông tin sức khỏe hữu ích khác nữa, hãy truy cập vào mục danh sách video trên kênh An Tâm Sống Khỏe của chúng tôi nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.